Có một câu chuyện tôi muốn chia sẻ với các bạn. Ở Hoa Kỳ này đó thì thường giống như là các bạn mua một miếng đất đi, rồi các bạn muốn dùng miếng đất đó để xây, giống như là các bạn xây một chung cư đi. Thì trước khi mà các bạn bắt đầu xây chung cư đó thì tùy thành phố nhưng mà cũng có những cái luật như là các bạn phải trưng cầu ý kiến của người dân ở khu đó xem coi là có ai có lý do hợp lý để mà phản đối hay là không. Đương nhiên là các bạn bỏ tiền ra, các bạn mua mảnh đất đó, các bạn muốn xây gì là chuyện các bạn, nhưng mà các bạn cũng phải trưng cầu ý kiến của người dân. Không phải là người dân nói là không thích thì các bạn sẽ không có xây được, các bạn hoàn toàn có thể xây. Nhưng mà quan trọng hơn là người dân nói là không thích vì lý do hợp lý nào. Có thể là ở nơi đó là một nơi mà bên dưới có mỏ dầu, hay là đó là một nơi mà có những cái động vật mà đang trên bờ tuyệt chủng hay gì đó, thì cần phải được xử lý trước khi mà các bạn xây. Đó là cái lý do tại sao mà nhiều công ty họ cần phải đi trưng cầu ý kiến của người dân các bạn. Nhưng mà cái mà Thùng muốn chia sẻ đây đó là thường cái cách mà họ làm để mà trưng cầu ý kiến đó, thì họ sẽ bắt đầu đi tới những cái nhà mà cách xa mảnh đất đó nhiều nhất các bạn. Những nơi nào mà cách xa nhiều nhất họ bắt đầu là trưng cầu ý kiến. Giống như là các bạn là người cách xa giống như là 2 mile, 5 mile đi, thì các bạn hỏi là bây giờ tôi muốn xây mảnh đất đó, có ý kiến gì không? Những người mà ở xa đương nhiên họ không ý kiến gì các bạn, cũng đâu liên quan đến họ đâu. Các bạn có xây dựng ồn ào cũng không ảnh hưởng đến họ, thì họ sẽ ký tên là không ý kiến. Rồi họ sẽ bắt đầu đi từ từ những nhà xa đến những nhà gần hơn gần hơn. Khi mà đến tới cái mức mà gần cái nơi mà xây rồi đó thì có thể là người dân ở đó họ sẽ có nhiều ý kiến hơn, nhưng mà cũng không có vấn đề gì nhiều, tại vì họ đã trưng cầu được nhiều ý kiến tốt trước đó rồi, và họ có thể đã gần như đạt được cái phần trăm cần thiết để có thể bắt đầu xây dựng rồi, mặc dù là họ vẫn chưa có trưng cầu ý kiến của những người mà gần hơn cái khu đó. Thì đây là một ví dụ mà thôi các bạn, mỗi nơi mỗi khác, nhưng mà Thuận muốn chia sẻ cái ví dụ này để các bạn hiểu như đang xảy ra. Các bạn có nghĩ đi, chúng ta nếu nói tới là staking ở Hoa Kỳ đó thì Kraken thật sự cũng không phải là sàn lớn đâu. Chúng ta có những sàn rất là lớn ở Hoa Kỳ mà có dịch vụ staking như là Coinbase, Binance US các bạn. Đây là những cái sàn mà có dịch vụ staking, thậm chí Gemini cũng có dịch vụ staking luôn. Gemini cũng là một sàn nhỏ nhưng mà vẫn là một sàn mà lớn hơn Kraken theo Thuận. Thì tại sao mà họ lại tấn công Kraken mà họ không tấn công những cái sàn khác? Tôi nghĩ đây đơn giản là Kraken là một sàn nhỏ hơn. Họ đã nắm bắt được một thông tin gì đó là Kraken sẽ không có đủ tài nguyên để mà chống đối với lại SEC. Tại vì nếu như mà SEC đến Coinbase nói là cấm không cho staking nữa thì có khả năng là Coinbase là công ty lớn hơn, họ có nhiều tiền hơn, họ sẽ giống như Ripple các bạn, sẽ kiện SEC ra tòa, thì nó sẽ kéo dài 1 năm, 2 năm, 3 năm, đâu ai biết được đâu, và sẽ khiến cho cả hai bên cạn kiệt thì các bạn, và sẽ tốn rất nhiều công sức. Đó là điều mà Gary Gensler không muốn. Gary Gensler chỉ muốn một công ty nhỏ nào đó dễ bị ăn hiếp. Thì Kraken là cái mục tiêu ông ta nhắm tới để có thể có được một cái chiến thắng dễ dàng, và sau đó lấy cái làm tiền lợi để mà tấn công những công ty khác. Đó là chuyện của Thuận mà thôi. Các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Nhưng mà Gary Gensler có tiếp tục làm như vậy ông ta muốn mãi mãi hay không thì cũng không hẳn đâu các bạn. Chúng ta cũng có một số những cái thông tin liên quan đến Hạ viện Hoa Kỳ các bạn. Và chi tiết hơn đó, Hạ viện sẽ buộc SEC phải chịu trách nhiệm với các hành động của mình. Hôm nay như đã hứa đó, chúng tôi bắt đầu điều tra với yêu cầu cung cấp tài liệu xung quanh các tương tác của SEC với lại Sam Bankman-Fried FTX. Và đây là cái tài liệu được chia sẻ trực tiếp bởi Ủy ban Giám sát và Điều trần Hạ viện các bạn, được ký bởi hai người, đó chính là Patrick McHenry, Bill Hozanga. Hy vọng chúng ta sẽ có những thông tin tốt hơn. Khi mà có thông tin tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn. Rồi chúng ta cũng có một số những thông tin khác cũng khá là lạc quan các bạn. Chúng ta có cái thông tin đến từ Ủy ban tại tiểu bang Montana. Họ đã thông qua luật bảo vệ ngành đào crypto và không cho phép các công ty điện kỳ thị ngành đào crypto, và công nhận đào crypto đã mang lại lợi ích kinh tế. Thì ở Hoa Kỳ chúng ta đã bắt đầu có nhiều tiểu bang ủng hộ đào crypto. Chúng ta có Colorado, chúng ta có Texas. Thì Montana là một trong những cái tiểu bang mà hầu như 50-50 các bạn. Có người nghĩ là đào crypto tốt, nghĩ là đào crypto không tốt. Nhưng mà cái luật này được đưa ra đó là một là cho phép, hai là không cho phép, chứ không có được mà cho phép đào crypto nhưng mà lại kỳ thị, có nghĩa là bán điện với cái mức giá cao hơn. Tại vì crypto, các bạn đào Bitcoin đó ở Hoa Kỳ thì hoàn toàn hợp pháp, không phải là một cái gì đó mà họ có thể là tăng giá điện lên một cách vô lý như vậy. Thì đây là cũng là một cái thông tin tốt các bạn, đến từ tiểu bang Montana. Chúng ta cũng có một cái thông tin khác nữa là Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã đến thăm El Salvador sau khi mà El Salvador đã công bố là họ đã thanh toán hết trái phiếu trị giá 600 triệu đô la. Các bạn đã biết là trong vòng hơn một năm qua, biết như là tin đồn được viết bởi nhiều bài báo như là New York Times nói là El Salvador chuẩn bị phá sản vân vân. Cuối cùng đâu phải đâu các bạn, họ vẫn trả được cái số tiền trái phiếu là 600 triệu. Thì sau khi họ trả đó, El Salvador đã đến thăm, và đây là cái chuyến đến thăm hàng năm. Sau khi đến thăm El Salvador đó, thì Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết những rủi ro được đề cập đến trong việc áp dụng Bitcoin của El Salvador mà họ nói tới trước đây đó, thì tuy là không phải là hiện thực, nhưng mà cần phải cẩn thận và thận trọng hơn, và vẫn kêu gọi El Salvador xem xét lại các kế hoạch mở rộng việc áp dụng Bitcoin của El Salvador. Thì đương nhiên rồi các bạn, đừng hỏi tài xế taxi Uber có tốt không, đừng hỏi siêu thị về Amazon có tốt không, đừng hỏi khách sạn về Airbnb có tốt không, đừng hỏi IMF về El Salvador chấp nhận Bitcoin có tốt không. Đương nhiên là họ không thích rồi các bạn. Các bạn đã nhớ là IMF liên tục đàn áp El Salvador khi mà họ muốn chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp cách đây là gần 2 năm rồi. Các bạn đã nhớ là rất nhiều những tin đồn là El Salvador sẽ phá sản, El Salvador sẽ không được hỗ trợ từ IMF nữa thì coi như là xong, vân vân. Và chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp sẽ dẫn đến là El Salvador hoàn toàn sụp đổ trong thời gian ngắn. Cuối cùng không phải là sự thật, và bây giờ IMF cũng đã nói là không phải là sự thật. Tuy nhiên họ cũng vẫn nói là phải cẩn thận và đừng mở rộng hơn việc áp dụng Bitcoin nữa. Thì IMF là một cái đơn vị, nó giống như là một ngân hàng mà được tập trung bởi một số nhân tài việc lớn như các bạn. Những cái ngân hàng này đó, họ tạo ra IMF để có một cái sự ảnh hưởng đến nhiều quốc gia. Các bạn thường là những quốc gia nghèo đó, những quốc gia nhỏ thì họ cần sự tài trợ tài chính, tại vì cái tài lực của họ quá yếu. Thì những cái quỹ như là IMF đó sẽ cho họ vay, nhưng mà khi mà cho vay đó thì phải có điều kiện các bạn, giống như là một số những cái quy định quốc tế đó cần phải xử lý như thế nào, bỏ phiếu ra sao. Thì đương nhiên họ muốn có cái quyền quản lý đó, họ sẽ không thích bất cứ một cái quốc gia nào mà họ đang có cái quyền quản lý hay là họ đang có cái sự ảnh hưởng. Bây giờ là không còn cần tới họ nữa. Đương nhiên Bitcoin là một thứ gì họ không thích. Và chúng ta thấy được là một trong những điều mà họ cũng quan tâm đó chính là những quốc gia khác đó có thể noi gương theo El Salvador. Chúng ta cũng nghe nói nhiều rồi. Chúng ta có quốc gia Trung Phi, chúng ta cũng nghe nói tới Brazil các bạn. Brazil gần đây đó thì cũng đã có luật được ký bởi Tổng thống công nhận crypto là tài sản và có thể được sử dụng thanh toán ở Brazil các bạn. Thì đây là khác một chút so với những gì mà El Salvador đang làm. El Salvador là cũng công nhận là tài sản nhưng mà công nhận là tiền tệ hợp pháp luôn. Brazil thì công nhận là tài sản và được luật pháp quản lý, cũng giống như là có thể dùng để mà thanh toán nhưng mà không phải là tiền tệ hợp pháp. Tôi nghĩ là phần lớn những quốc gia đó họ sẽ không có đi cái bước đó nhanh chóng đâu. Tại vì El Salvador là quốc gia mà không có tiền của El Salvador, họ sử dụng đồng đô la. Thì trên căn bản đó ở El Salvador cũng không có tiền El Salvador, thì họ chấp nhận đồng đô la song song với lại BTC thì cũng hợp lý đối với họ. Nhưng mà đối với những quốc gia khác như là Brazil đó thì họ cũng có đồng riêng của họ, đồng real, thì đương nhiên họ sẽ không có muốn một đồng cạnh tranh với lại cái tiền pháp định được in ra bởi ngân hàng trung ương của Brazil. Nhưng mà ít ra các bạn thấy Brazil cũng là một quốc gia mà lớn hơn El Salvador rất nhiều và có thiện cảm với lại crypto. Đặc biệt hơn đó, chúng ta thấy được là gần đây thì ngân hàng lâu đời nhất ở Brazil là Banco do Brasil đã ra quyết định là họ sẽ hỗ trợ khách hàng thanh toán thuế thông qua công ty BitFi. Có nghĩa là các bạn nợ thuế ở Brazil, các bạn có thể hoàn toàn trả bằng crypto các bạn, không cần phải dùng tiền pháp định luôn. Thì đây đương nhiên là một cái thông tin cũng rất là lạc quan đối với crypto. Và những người nào mà giao dịch crypto ở Brazil đó thì theo tôi hiểu là cũng phải đóng thuế giống như là những nơi khác, nhưng mà nếu như dưới hình như là 6.000 đô hay gì đó là không cần phải khai thuế. Thì đó là thông tin đến từ Brazil các bạn. Và phần cuối cùng của cái video này đó, hôm nay là Chủ nhật, tôi sẽ dành một ít thời gian. Thứ nhất là chia sẻ cái danh mục đầu tư với các bạn. Mỗi 2 tuần tôi sẽ update các bạn một lần và thường đã chia sẻ trên mạng xã hội rồi. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau DCA. Hôm nay là cuối tuần, chúng ta sẽ cùng nhau DCA trong tuần này. Đầu tiên hết thì chúng ta hãy nói tới danh mục đầu tư của Thuận đi. Thì các bạn thấy được là cập nhật tuần này so với tuần vừa rồi cũng không có khác nhau nhiều đâu. Các bạn thấy được là chúng ta có BTC ở mức là 57.22%. Ethereum đó thì ở mức là 24.67%, các bạn là đồng chiếm tỷ lệ nhiều thứ nhì trong danh mục đầu tư crypto của Thuận. BTC chiếm nhiều nhất là gần như 60%. Kế đó là Thuận có BNB các bạn là 10.8%, rồi Cardano là 4%. Kế đó chúng ta có những đồng nhỏ hơn như là XRP là 1%, chúng ta có Matic là 0.9%, Doge là 1% và chúng ta có 0.4% là Solana, và phần còn lại là một số những đồng nhỏ khác các bạn, rất là nhỏ cho nên sẽ không có list ra ở đây. Trong đây chúng ta có đồng OKB. Và trong tuần này đó, Thuận đã trung bình giá đồng nào cũng như là tuần trước đó. Thì 2 tuần nay đó, Thuận trung bình giá chủ yếu là altcoin các bạn. Thuận trung bình giá Ethereum, Matic, Solana và Doge. Thì Thuận cũng biết là có nhiều bạn mới đến kênh đó, thì những bạn nào mới đến kênh thì welcome các bạn. Đây là cái update mỗi 2 tuần. Thuận chia sẻ chủ yếu để các bạn có thể theo dõi quá trình đầu tư của Thuận mà thôi. Vì nhiều lý do các bạn, mà lý do quan trọng nhất đó là Thuận muốn có sự rõ ràng với các bạn khi mà Thuận chia sẻ thông tin hàng ngày. Thì các bạn ít ra cũng biết được là Thuận có đầu tư đồng đó hay là không có đầu tư đồng đó để các bạn có thể hiểu rõ hơn về quá trình đầu tư của Thuận và các bạn có thể đưa ra những quyết định cho bản thân của mình. Và thứ nhì nữa là khi Thuận chia sẻ như vậy đó thì các bạn mới có thể biết được quá trình đầu tư ra sao để các bạn rút ra kinh nghiệm. Chứ nếu như mà Thuận không có chia sẻ là đầu tư đồng nào, đầu tư khi nào thì một ngày nào đó Thuận nói là bây giờ Thuận chốt lời hay là Thuận đã có lời quá nhiều thì không hợp lý các bạn đâu có thấy Thuận chia sẻ về đầu tư đâu. Thì đây là những lý do các bạn chứ không phải là vì lý do nào hết. Thuận không có muốn các bạn copy theo. Mỗi bạn đó thì có một cái vị thế khác nhau, thời gian khác nhau, nhu cầu khác nhau và lòng tin cũng khác nhau luôn. Những đồng mà Thuận lưu trữ là đơn giản những đồng mà Thuận có lòng tin mà thôi, và thời gian Thuận có hạn, tiền cũng có hạn các bạn, cho nên đây là những cái sự lựa chọn của Thuận. Bạn hoàn toàn có thể có những lựa chọn riêng cho bản thân của mình. Những đồng nào mà có trong danh sách này cũng không có nghĩa là tốt, những đồng nào mà không có cũng không nghĩa là không tốt các bạn. Đó là tùy theo mỗi người mà thôi. Nhưng mà Thuận cũng lập ra nhiều cái quy định cho bản thân của mình. Thuận cũng thường hay chia sẻ với các bạn và Thuận sẽ cố gắng chia sẻ nhiều hơn nữa để các bạn luôn nhớ những quy định này. Tại vì đây là những quy định mà không phải là Thuận chỉ đặt ra cho vui đâu, là những gì mình Thuận rút ra được kinh nghiệm từ bao nhiêu năm qua trong thị trường crypto này các bạn. Đầu tiên hết là đừng tin ai. Nhưng mà nào mà theo dõi thị trường này một thời gian thì các cũng đã biết rồi, thị trường này đó có rất là nhiều người xấu các bạn và có nhiều những dự án không tốt. Các bạn đừng nên tin ai hết và nó cũng đi liền với lại các bạn nên tự tìm hiểu các bạn. Đó là điều tốt nhất là các bạn tìm hiểu, đưa nhận định cho bản thân của mình. Tại vì đừng nói đến những người mà có ý định xấu, lèo lái các bạn đi những phương hướng không tốt. Nói những người mà thật sự là có lòng tốt các bạn, nhưng mà có thể là họ cũng sẽ không có hiểu hết và họ hoàn toàn có thể đưa ra quyết định sai và họ nghĩ là họ giúp đỡ các bạn, nhưng mà các bạn vẫn có thể lại gặp những cái sai lầm, cho nên tự tìm hiểu là tốt nhất. Từ dưới crypto, tôi nghĩ đây là điều mà nhiều bạn cũng đã thấm rồi, một năm qua biết bao nhiêu sự kiện như là FTX các bạn, cho nên chúng ta nên từ dưới crypto là tốt nhất. Và Thuận cũng đã theo quan điểm này từ khoảng chừng là tháng 5 của năm 2022. Các bạn đã nhớ là sau khi mà có cái sự kiện của Luna UST đó thì Thuận đã chia sẻ với các bạn là Thuận quyết định là từ dưới crypto. Thuận thà là không có lời hơn là vì một chút xíu lợi nhuận mà dẫn đến là mất rất nhiều tiền các bạn. Cho nên điều này đó là một trong những điều mà Thuận thường hay nhắc nhở bản thân của mình là từ crypto là tốt nhất. Nhưng mà nào mà đương nhiên trade hàng ngày hay là sử dụng dịch vụ nào đó mà các bạn cần một số lượng crypto thì đương nhiên các bạn cũng có thể là sử dụng những dịch vụ đó, nhưng mà các bạn chỉ nên lưu trữ cái số tiền cần thiết ở trong dịch vụ đó mà thôi, đừng lưu trữ quá nhiều. Sàn giao dịch đó là sàn giao dịch, tại vì nó không phải là một nơi các bạn lưu trữ nhiều tiền, nếu không họ sẽ gọi là sàn lưu trữ các bạn. Rồi nhớ chốt lời, các bạn không chốt lời, người khác cũng sẽ chốt lời giùm các bạn. Phân bổ vốn rất là quan trọng, như các bạn đã thấy được là tuy lòng tin của Thuận đối với lại BTC, Ethereum là rất là lớn, nhưng mà Thuận vẫn phân bổ vốn trong thị trường crypto này. Và nhiều hơn nữa đó là Thuận phân bổ vốn trong tổng danh bộ đầu tư các bạn. Các bạn đã thấy được là Thuận hiện bây giờ đó lưu trữ tiền mặt là 28.9%. Crypto thì Thuận lưu trữ bây giờ là 41.1% các bạn, vẫn là phần trăm lớn nhất, nhưng mà là 41% trong tổng tài sản Thuận mà thôi. Còn về cổ phiếu đó, Thuận lưu trữ 4%, những tài sản khác là 26%. Thì có rất nhiều bạn hỏi Thuận về cổ phiếu Thuận đầu tư vào những cổ phiếu nào, thì Thuận chỉ trả lời để các bạn hiểu Thuận đang đầu tư thôi, chứ Thuận không có khuyên ai đầu tư theo bất cứ cổ phiếu nào Thuận đầu tư hết. Thì bây giờ đó Thuận đang lưu trữ một phần lớn đó là những cái chỉ số như S&P 500 các bạn, như là những chỉ số như là VTI, VO, VB và VO. Đây là những cái chỉ số từ Vanguard các bạn. Thì Thuận thích Vanguard tại vì cái phí nó rẻ. Còn cổ phiếu riêng thì Thuận lưu trữ Tesla, Apple, Microsoft hiện bây giờ. Còn về những tài sản khác đó, Thuận cũng không có chia sẻ trước đây các bạn, tại vì nó cũng không có liên quan gì đến crypto hay là cổ phiếu. Nhưng mà nhiều bạn thường hay hỏi đó, cho nên Thuận muốn để các bạn có một cách nhìn như là những tài sản khác, trong đó chúng ta có bất động sản, hợp đồng đầu tư vân vân. Thuận sẽ không có chia sẻ quá nhiều về cái phần này, tại vì nó cũng không có liên quan trực tiếp đến crypto hay là chứng khoán. Khi nào mà có những tài sản nào mà Thuận cảm thấy được là có sự liên quan hay là hữu ích, Thuận sẽ chia sẻ thêm với các bạn. Rồi. Kế đó là không vay mượn. Các bạn thấy được là đầu tư crypto đó đã căng thẳng rồi, các bạn vay mượn đầu tư thì sẽ càng căng thẳng hơn, và các bạn càng căng thẳng đó sẽ càng dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Zoom out, đầu tư dài hạn là tiêu chí của kênh bao nhiêu năm qua, các bạn cũng đã biết rồi. Rồi, bây giờ Thuận sẽ dành cái phần cuối video này để chúng ta cùng nhau trung bình giá tuần này các bạn. Mỗi tuần đó, ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ, nhiều khi quên thì thành ngày thứ hai các bạn, nhưng mà tuần này chúng ta sẽ đúng hẹn ngày Chủ nhật. Thì mỗi Chủ nhật chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá 100 đô Ethereum, 100 đô BTC để các bạn thấy được là quá trình trung bình giá như thế nào và kết quả ra sao. Và chúng ta đã bắt đầu trung bình giá cái account demo này ở trên CoinGecko như đầu tháng 4 các bạn, hồi cuối tháng 4, đầu tháng 4 của năm ngoái cho đến bây giờ các bạn. Và chúng ta đã trung bình giá từ cái lúc mà BTC mức rất là cao các bạn, thì là chúng ta bắt đầu trung bình giá ngày đầu tiên đó là BTC ở cái mức là 46.000 đô các bạn, và chúng ta trung bình giá 100 đô mỗi tuần đến bây giờ. Còn Ethereum đó thì chúng ta trung bình giá ở cái mức cũng rất là cao luôn. Đầu tháng 4 của năm ngoái đó là trung bình giá Ethereum là ở cái mức là 3.514 đô. Thì kết quả trung bình giá 100 đô mỗi tuần đến bây giờ là ra sao? Thì các bạn thấy được là chúng ta hiện bây giờ đó là đang break even, không lời không lỗ các bạn. Mặc dù chúng ta trung bình giá từ mức rất là cao nhưng mà không lời không lỗ. Hiện bây giờ đó thì chúng ta ở cái mức là ngang bằng, không lời không lỗ, tại vì giá BTC đã có một sự điều chỉnh rồi, chứ còn 2 tuần trước đây chúng ta vẫn có lời, mặc dù là trung bình giá từ những mức rất là cao. Đây là kết quả trung bình giá các bạn, nhưng mà đương nhiên chúng ta chỉ thấy được trung bình giá chưa có đầy 1 năm nữa các bạn. Trung bình giá nào tính theo là 2-3 năm thì các bạn mới có thấy được kết quả thực sự như thế nào. Chúng ta bây giờ sẽ tiếp tục trung bình giá mà thôi. Cái giá trung bình chúng ta mua BTC đó, bạn sẽ thấy được là ở cái mức là 21.930. Đó là cái giá trung bình chúng ta mua Bitcoin. Còn Ethereum, cái giá trung bình chúng ta mua là 1.525. Và Thuận sẽ cho các bạn thấy được kết quả ra sao. Sẽ cho các bạn thấy được là trung bình giá vẫn cho các bạn có phần trăm lợi nhuận cực kỳ đáng kể một thời gian dài. Cho dù các bạn chỉ trung bình giá vào BTC hay Ethereum thì kết quả cũng sẽ rất là tốt trong thời gian dài. Đó là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Thời gian sẽ chứng minh được, và bản thân Thuận các bạn đã biết là đã cùng trung bình giá với rất nhiều bạn trong vòng bao nhiêu năm qua. Kết quả thì những bạn nào mà theo dõi kênh nhiều năm cũng đã biết rồi. Chúng ta bây giờ hãy trung bình giá 100 đô BTC và 100 đô Ethereum thì mức là 21.800 đó. 100 đô chúng ta có thể mua được bao nhiêu BTC? Chúng ta có thể mua được là 0.0046 BTC các bạn. Thuận sẽ bấm submit. Rồi, chúng ta cũng sẽ mua 100 đô Ethereum thì ở cái mức 1.513 đô chúng ta có thể mua được bao nhiêu Ethereum? Ở cái mức là 100 đô thì chúng ta có thể mua được là 0.066 Ethereum. Thường mắc submit các bạn. Rồi, coi như chúng ta đã xong cái phần trung bình giá trong tuần này. Và đây là tất cả những thông tin mình Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong bài video ngày hôm nay. Thuận hy vọng các bạn có một cái đầu tuần vui vẻ và các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và những bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những ưu đãi, như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là OKX, Bybit hay là Binance và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Những bên nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.